chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề những dấu hiệu khi con người bắt đầu mất đi vận may mắn. Dấu hiệu thứ nhất, bất hiếu với cha mẹ. Trong dân gian và Phật thường hay nói, trong 100 điều đức hạnh thì đạo hiếu đứng đầu. Đạo hiếu là đạo trên hết. Phật nói không cần phải đi xa mới có thể thắp hương cầu công lợi. Công đức phụng dưỡng cha mẹ tại gia cũng lớn như công đức cúng dường Phật. Thế nhưng nhiều người trong cuộc sống ngược xuôi, coi cha mẹ là gánh nặng mà bỏ qua họ, vô cùng tàn nhẫn, ích kỷ, chỉ mong thắp hương lễ Phật để cầu hạnh phúc cho chính mình. Một người không hiếu thuận với cha mẹ như vậy còn có nhiều căn thiện lành, chư Phật Bồ Tát sẽ phù hộ cho bạn sao? Các bạn cứ quan sát trong xã hội, rất nhiều đối xử tệ bạc với cha mẹ, rất nhiều người bỏ cha mẹ già yếu, cha mẹ phải đi bán vé số, cha mẹ phải đi làm thuê làm mướn, đối xử làm cha mẹ buồn rầu buồn tuổi khôn nguôi. Đây là những điều đại bất hiếu, chắc chắn những người đó mãi mãi sẽ không bao giờ có nổi sự nghiệp. Cái dấu hiệu thứ hai là giết động vật sáng sinh vô tội vạ. Các bạn hãy nhớ, những người nào thường xuyên sát sinh, những ngày nào giết động vật vô tội vạ, với cuộc đời họ tài sản gia sản gần như chẳng còn gì, hoặc nếu còn thì con cháu của họ cũng phá đi hết. Các bạn hãy nhớ, đây là biểu hiện thứ hai giết động vật hay sát sinh. Tín hiệu thứ ba là thường nói những lời ác ý, những lời gièm pha, những lời cay độc. Đây là tín hiệu làm cho cái vận may của người đó sẽ mất đi. Các bạn hãy nhớ, ông bà ngày xưa của mình hay Phật nói khẩu đức, hãy dùng những lời nói có đức, những lời nói thiện, những lời giúp đỡ, hay người ta còn gọi là pháp thí hay vô quý thí đó. Cái tín hiệu thứ tư là hay ganh ghét, khiển trách người khác, gieo rất lo lắng và nhiều tiêu cực phiền não cho người khác, tạo điều hoang mang, điều phân vân, gây gieo rắc cái niềm tiêu cực cho người khác, gây ra nỗi sợ hãi cho người khác và tạo nhiều điều tiêu cực cho người khác, thì đó là một tín hiệu thứ tư. Một tín hiệu thứ năm là lòng tham vô độ, tham lam vơ vét của nã của người khác. Các bạn hãy nhớ điều này, những vị quan tham vô bờ bến, những người cướp giật, những người trộm cướp, đều là những người tham lam, đó là những người tham lam vô độ. Và cuối cùng kết cục cuộc đời của họ, kết quả cũng chẳng có ra gì. Và cho dù những người ấy có để lại tài sản gia sản lớn lao cho con cháu, thì cuối cùng con cháu của họ cũng sẽ phá tan nát. Và tín hiệu thứ sáu là chỉ biết mình và ích kỷ nhỏ mọn, không giúp đỡ người khác, chỉ luôn quan tâm đến mình, chỉ sống hưởng thụ, chỉ sống ích kỷ nhỏ mọn, không quan tâm đến người khác, thậm chí đến người thân của mình, vợ chồng con cái của mình, ông bà cha mẹ của mình, anh em của mình, không biết quan tâm, không biết giúp đỡ, chỉ nghĩ đến mình thôi. Và tín hiệu thứ bảy là lòng vô ơn. Những người đã từng thọ ơn thầy của mình, những người đã từng ăn cơm của cha mẹ của mình, của ông bà, của anh em, của người thân, nhưng cuối cùng lại quay qua phản phúc, cuối cùng ăn cháo đá bát, cuối cùng qua cầu rút quán, qua sông phản chủ, đó vân vân. Những người như thế thì trước sau gì vận hạn xấu cũng sẽ xảy đến. Tín hiệu thứ tám, lúc bạn còn nghèo khó, bạn còn hàn vi, bạn tiết kiệm, hà tiện, ki bo, tích lũy từ đồng, từ cách từng hạt gạo, năng nhặt chặt bị. Nhưng đến khi giàu có, khi đến khi tài sản chất đầy nhà, bạn vẫn còn giữ thói quen hà tiện bủn xỉn, không giúp đỡ người khác, không quan tâm những mảnh đời khó khăn, không quan tâm những người tàn tật, thậm chí không lo cho cha mẹ, không lo cho người thân. Bạn để lại, bạn tích góp tất cả tài sản của cải đến cuối cuộc đời. Và cho dù bạn giàu có đến khi bạn chết đi, nhưng bạn để lại con cháu của các bạn,
thường xuyên, vô tình nó sẽ phá hoại và tiêu tan cái tài sản đó. Có một câu chuyện này các bạn. Có câu chuyện nói về tín hiệu thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Câu chuyện người mẹ một mắt. Có một tác giả viết rằng: mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó. Và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng nhỏ ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ thứ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ. Một ngày kia, ở trường tôi có sự kiện đặc biệt và mẹ đã đến. Tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, bọn trẻ đều chiêu chọc tôi: ê mẹ mày chỉ có một mắt thôi à. Tôi ước gì mẹ tôi biến mất ngay khỏi thế giới này. Vì vậy tôi nói với bà rằng: mẹ, tại sao mẹ lại chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ, sao mẹ không chết luôn đi? Mẹ tôi không phản ứng. Tôi nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu nay. Đêm hôm ấy, tôi thức dậy xuống bếp lấy cốc nước. Mẹ đang ngồi khóc trong đó rất khẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức tôi. Tôi vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu nói tôi đã thốt ra với mẹ nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi. Nhưng tôi vẫn ghét mẹ. Tôi tự nhủ rằng sẽ trưởng thành và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ vừa nghèo vừa chỉ có một mắt. Rồi tôi lao vào học. Tôi đổ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực. Tôi rời bỏ mẹ và đến Hà Nội. Tôi kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây tôi là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Tôi thích cuộc sống ở thành phố náo nhiệt, sôi động, giúp tôi quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp. Cho tới một hôm, người tôi không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi đã lạnh lùng hỏi người đàn bà đó: có chuyện gì vậy không? Bà là ai? Đó là mẹ tôi, vẫn dáng người còm cõi và gầy gò ấy, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện ấy. Đứa con gái 4 tuổi của tôi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi chạy núp vào một góc nhà. Tôi vờ như không nhận ra bà. Nhìn bà tôi giận dữ rồi nói: bà là ai? Tôi không quen bà hãy đi đi. Tôi đang tự lừa gạt mình. Và thực ra từ bao lâu nay tôi vẫn tự lừa mình như thế. Tôi cố quên đi cái sự thật bà là mẹ của tôi. Tôi luôn muốn trốn tránh sự thật này. Tôi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi. Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tị kia chỉ nói: xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ rồi cậu à. Và rồi bà đi mất. May quá, bà ấy không nhận ra mình. Tôi thầm nhủ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà nữa. Rồi một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập trường. Tôi nói dối với vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm. Sau buổi họp mặt, tôi lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi từng gắn bó. Một cái lều cũ rách lụp sụp hẩm ướt, bây giờ nó vẫn thế. Tôi xuống xe và bước vào. Tôi thấy bà nằm ở đó ngay giữa sàn đất lạnh lẽo. Trong tay bà có một mẩu giấy, đó là bức thư bà viết cho tôi. Con trai yêu quý của mẹ, mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa. Nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lúc? Mẹ nhớ con nhiều và cũng rất vui khi nghe tin con trở về thăm lại lớp cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường để dịp nhìn thấy con, nhưng mẹ đã quyết định không đến vì con. Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt. Có lẽ mẹ đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè. Con biết không, hồi còn rất nhỏ con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu. Vì vậy mẹ đã tặng nó cho con. Mẹ rất tự hào vì con trai của mẹ có nhìn trọn thế giới mới với một phần của mẹ ở đó. Mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm.
Con từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết trong sâu thẳm từ trái tim đó là bởi vì con cũng yêu mẹ. Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai của mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy lanh quanh bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ yêu con. Con là cả thế giới đối với mẹ. Đó các bạn, một câu chuyện rất xúc động. Và khi tôi đọc, có khi tôi đã không kìm được nước mắt. Nếu bạn nào vẫn còn vi phạm vào 8 tín hiệu này, có nghĩa là vận may các bạn sẽ đi xuống. Các bạn hãy nhớ 100 điều đức hạnh thì đạo hiếu đứng đầu. Nếu bạn thấy video clip này hay và xúc động, các bạn hãy like và comment. Các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube Tiến sĩ Lê Quang Tư. Các bạn hãy bấm vào nút chuông phía dưới bên tay phải của các bạn. Cảm ơn các bạn.